quý vị, không chỉ ở Quảng Ninh mà những ngày qua thì có rất nhiều khách hàng ở Nghệ An, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Bình cũng nhận được hóa đơn tiền điện cao hơn lượng điện tiêu thụ. Nhiều cán bộ lãnh đạo công ty điện lực hiện đang bị xem xét kỷ luật vì sai sót này. Theo đó, một hộ dân ở huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An nhận thông báo tiền điện cao bất thường lên tới hơn 16 triệu đồng từ Điện lực Quỳ Châu, Nghệ An. Sau khi nhận được phản ánh, Điện lực Quỳ Châu đã kiểm tra và xác nhận tiền điện thực tế của hộ dân này chỉ hơn 500.000 đồng. Còn tại Đà Nẵng, Điện lực Hòa Vang cũng thừa nhận việc một hộ dân ở xã Hòa Sơn nhận được hóa đơn tiền điện tăng bất thường 14,3 lần là do chạm đường dây sau công tơ. Công ty đã hỗ trợ 5 triệu đồng để người dân chi trả hóa đơn tiền điện tháng này. Trong tháng 4, một khách hàng tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh việc bị tính tiền điện cao hơn so với chỉ số đồng hồ thực tế. Cụ thể là khách hàng này thì chỉ dùng 437 kWh mà phải trả khoảng 1,1 triệu đồng tiền điện. Tuy nhiên, sau khi nhận được hóa đơn thì khách hàng tiến hành kiểm tra công tơ thì thấy chỉ số tại đồng hồ là 10.452 kWh, chênh lệch 31 kWh. Khách hàng này sau đó khiếu nại và công ty điện lực quận Gò Vấp đã thừa nhận sai sót, phải tính tiền lại. Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương vừa đưa ra cảnh báo các dấu hiệu nhận diện kinh doanh đa cấp trái phép và khẳng định đa cấp tiền ảo, dịch vụ giáo dục, đầu tư trả thưởng là bất hợp pháp. Người dân cần phải đặc biệt lưu ý để tránh tiền mất tật mang. Hiện nay có nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh với mô hình trả thưởng dựa trên mô hình đa cấp với một số những hình thức như mua bán tiền điện tử, thường gọi là tiền ảo, kinh doanh dịch vụ giáo dục, kêu gọi đầu tư các dự án, trong đó người đầu tư được trả thưởng theo mô hình đa cấp. Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết các hình thức này bị cấm kinh doanh đa cấp, người tham gia không được pháp luật bảo vệ khi gặp rủi ro. Do đó, người dân cần phải thận trọng, tránh tham gia những doanh nghiệp kinh doanh đa cấp tiền điện tử, dịch vụ giáo dục, kêu gọi góp vốn đầu tư các dự án để hạn chế các rủi ro không đáng có. Nếu phát hiện doanh nghiệp có những hành vi có dấu hiệu vi phạm thì cung cấp thông tin, chứng cứ đến Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương để xem xét và xử lý các hành vi vi phạm. Trước đó vào đầu tháng 6, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã lên tiếng cảnh báo người dân về các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép tại Việt Nam thông qua hệ thống Rightway.com, DCI Group và WinWin Group. Thưa quý vị, nửa đêm là lúc mà mọi người đã yên giấc và nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc thì vẫn có những người đã lựa chọn thời điểm đó để có thể đi chợ, hẹn hò và ăn uống. Phiên chợ đặc biệt và lạ lùng này đã được kể trong bài viết Đi chợ, hẹn hò vào lúc 0 giờ đăng tải trên báo điện tử Tiền Phong. Theo tìm hiểu của phóng viên, sau 22 giờ chỉ có một số cửa hàng tiện lợi mở cửa, thực phẩm không đa dạng nhưng vẫn luôn có khách. Bằng nguyên bộ đồ công trình trên người, anh Đào Văn Phụng, 30 tuổi, quê ở An Giang, tấp vào siêu thị mini Lý Chính Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, chọn cho mình bánh bao, sữa, cà phê nóng hổi thơm phức. Nhâm ngụm cà phê cho tỉnh thì anh Phụng bộc bạch: "Tôi là công nhân đào đường, thời gian làm việc thường từ đêm đến mở sáng. Chuẩn bị vào ca thì tôi tranh thủ đi chợ cho hôm sau, bởi sau buổi làm thì người toàn bùn đất, không dám vào cửa hàng mua sắm." Hai năm qua, anh Phụng đều chọn đi chợ lúc 0 giờ như thế. Còn chị Lý Minh Trang, 26 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận cũng chọn cách mua sắm tầm 23 giờ khi mọi người đã ngon giấc. Cô gái trẻ tiết lộ do sợ đám đông, sợ bệnh COVID-19 nên chọn thời điểm ít người để đi mua sắm. Bảo vệ sức khỏe cho mình cũng là giữ an toàn cho nhiều người khác. Đi chợ lúc đêm khuya cũng có cái thú riêng, không xô bồ, chờ đợi xếp hàng như vào ban ngày. Bên cạnh đó thì những quán ăn khuya có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh như là Cháo Đêm Góc Hàng Xanh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, Xô Nhà Sáp, Trần Phú, quận 5, Cơm Tấm Đêm ở Nguyễn Trãi, quận 5 luôn tấp nập khách. Anh Bình, chủ quán Cơm Tấm ở quận 5 bộc bạch: "Nhiều người buôn thúng bán bưng hoặc là công nhân làm việc đêm khuya thường hay đến quán để ăn uống, nghỉ ngơi, lấy lại sức." Quán ăn khuya không chỉ là nơi để mà người ta nạp năng lượng sau những ngày làm việc vất vả, mà còn là nơi để người làm ca, sinh viên trắng đêm học bài, người lỡ đường vào tắm rửa, trú đêm hay là đơn giản là những cặp tình nhân hẹn hò muộn. Song quán đó nhiều nhất vẫn là những lao công, quán ăn đêm chính là chỗ để họ nghỉ ngơi, ăn khuya sau những ngày làm việc mệt nhọc. Giá cả các quán ăn này thì thường cực mềm, chỉ từ 15.000 đến 20.000 đồng một phần, có bảng giá niêm yết rõ ràng, mục đích nhằm để ai vào quán cũng yên tâm, không lo về giá cả, dù tiền nhiều hay ít thì vẫn đảm bảo ấm bụng. Sau dịch COVID-19, thời điểm này, các địa phương đang tiến hành hàng loạt giải pháp để kích cầu du lịch, triển khai các hoạt động văn hóa, nghệ thuật để thu hút du khách trở lại với các địa điểm du lịch. Với những địa phương có lợi thế về biển thì lại càng được nhiều người dân lựa chọn để tham quan, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, trên thực tế thì đã có không ít vụ cháy xảy ra, gây thiệt hại không hề nhỏ về người và tài sản khi người dân đi du lịch trên tàu thuyền. Do đó, việc nâng cao ý thức và công tác phòng cháy chữa cháy đang được nhiều nơi triển khai quyết liệt.
Ghi nhận của phóng viên Cuộc sống 24 giờ tại Hải Phòng. Sau dịch Covid-19, công ty du lịch này bắt đầu đón khách trở lại. Tùy vào số lượng khách, đơn vị sẽ bố trí du thuyền cỡ to hoặc nhỏ để vận chuyển du khách tham quan vịnh. Các du khách sẽ có một ngày đêm trải nghiệm trên thuyền. Việc ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt cũng được phục vụ ngay tại tàu. Do đó, nguy cơ cháy nổ là rất lớn nếu như công tác phòng cháy chữa cháy không được chú trọng. Chúng tôi luôn thường xuyên là hướng dẫn rồi nhắc nhở các thủy thủ thuyền viên đang hoạt động trên một con tàu phải luôn luôn kết hợp với các đơn vị, ví dụ như là phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của quan thành phố và các đơn vị nghiệp vụ trên biển, để khi có sự cố xảy ra thì mình sẽ xử lý tốt nhất. Thì khi con tàu này đã được đóng thì đã được các cơ quan chức năng thẩm duyệt, đã phê duyệt, và các cái trang thiết bị trên con tàu cũng đã được trang bị đầy đủ theo quy định. Để đảm bảo an toàn cháy nổ, trước khi tàu xuất bến, lực lượng chữa cháy tại chỗ mà đứng đầu là các thuyền trưởng đều tiến hành kiểm tra tại các khu vực đặt bình ga, bổ máy, các ổ cắm điện và thử hoạt động của đèn báo cháy. Sau khi chắc chắn mọi thứ hoạt động tốt, thuyền trưởng mới phát lệnh chạy tàu. Tất cả các khối thuyền viên đã được học sơ qua một cái lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy. Phân công cụ thể thuyền trưởng ở chức vụ gì khi xảy ra báo cháy, khi xảy ra báo cứu hỏa, thuyền trưởng ở chức vụ gì hô động, huy động, thuyền phó ở chức vụ gì huy động người. Tất cả các thuyền viên hướng dẫn khách thoát hiểm ra làm sao. Trong phòng đã có đầy đủ hết tất cả các hệ thống trang thiết bị cứu cháy, bình cứu hỏa, búa phá cửa. Khu vực thoát hiểm có biển chỉ dẫn, vấn đề hút thuốc phải vào nơi quy định là có giờ hút thuốc. Bến tàu khách Nam Đồ Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Ngay từ khu vực mua vé tham quan, nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy đã được treo một cách kiên cố để du khách và các chủ tàu nghiêm chỉnh chấp hành. Tại các tàu vận chuyển khách cũng được yêu cầu trang bị đầy đủ áo phao, bình cứu hỏa và các phương tiện chữa cháy cần thiết để chủ tàu sử dụng khi di chuyển trên sông. Bên đội phòng cháy chữa cháy của quận đã thường xuyên hàng năm là có định kỳ kiểm tra cứ 3 tháng một lần. Thế thì đã tập huấn cho tất cả các cái thuyền viên thuyền bộ là đều phải biết xử lý trong bất cứ tình huống nào, và đã làm cái bản ký kết với trung tâm du lịch và đội tàu là cái đội tự quản. Ban quản lý tàu đã thành lập một cái đội phòng cháy cháy tại bến tàu. Các chủ tàu thì cũng đã được trang bị phương tiện phòng cháy cháy, cũng như là các cái cán bộ thuyền viên đã được huấn luyện về công tác phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ. Còn đối với công tác tham mưu thì công an quận Đồ Sơn chúng tôi cũng đã tham mưu cho ủy ban và chỉ đạo cái trung tâm quản lý du lịch đã thành lập cái đội tự quản an toàn phòng cháy cháy đối với bến tàu khách của khu du lịch Đồ Sơn. Bên cạnh ý thức tự giác từ các chủ tàu, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng thường xuyên tổ chức lực lượng đi kiểm tra, giám sát ý thức chấp hành về quy định phòng cháy chữa cháy tại khu vực bến tàu, bến cảng. Với những chủ tàu vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý, thậm chí là yêu cầu dừng khai thác dịch vụ. Cơ sở lưu trú trên bờ thì đã tận dụng diện tích nhiều cho khu vực ở rồi. Ở dưới phương tiện thủy thì lại việc tận dụng lại còn phải nhiều hơn. Hành lang lối đi lại là rất nhỏ hẹp. Và rõ ràng là các cái vật dụng để kết cấu và để bao che, ốp lát đều là vật dụng rất là có khả năng dễ cháy và tạo khói. Cho nên khi xảy ra hỏa hoạn, nếu mà lửa lan vào khu vực nghỉ của khách thì đây là một cái điều rất là nguy hiểm. Tại vì hành lang rất nhỏ hẹp, việc thoát ra ngoài rất khó khăn. Khi cháy ban ngày, khói bao trùm vào thì cũng đã khó quan sát rồi. Đặc biệt ban đêm nữa thì vô cùng khó để thoát ra khỏi cái khu vực nghỉ, ra cái vị trí an toàn. Cho nên là nếu xảy ra hỏa hoạn ở dưới phương tiện thủy lưu trú có người nghỉ thì đây là một vấn đề hết sức là nguy hiểm. Du lịch trên biển đang ngày càng phát triển và được nhiều người dân lựa chọn, nhất là trong dịp hè nắng nóng như hiện nay. Do đó, việc chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy tại các bến thuyền du lịch không chỉ đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho chủ tàu, mà còn giúp kích cầu du lịch, phục hồi kinh tế địa phương. Ngày hôm qua, lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 300.000 chiếc khẩu trang y tế. Đây là món quà do Quỹ hỗ trợ môi trường xanh Việt Nam gửi đến người dân hai thành phố là Berlin và Leipzig của Cộng hòa Liên bang Đức để phòng chống dịch Covid-19.
300.000 khẩu trang y tế là món quà của bà Đỗ Thị Kim Liên, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ xây dựng môi trường xanh Việt Nam. Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam cho biết, đây là món quà đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn ra phức tạp ở nhiều nước. Món quà không chỉ thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia, mà còn là mối quan hệ tốt đẹp giữa người dân hai nước. Năm nay là năm kỷ niệm 45 năm hợp tác quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam. Chúng tôi vốn đã lên kế hoạch cho nhiều sự kiện giao lưu, trao đổi văn hóa giữa hai quốc gia, nhưng không thể thực hiện trong điều kiện hiện nay. Tuy nhiên, tất cả trở nên ấm lòng hơn khi nhận được những món quà như thế này. Chúng ta thấy được mối quan hệ của hai nước đã ở mức độ chân thành và sâu sắc. Trước đó, Hội hữu nghị Việt Nam-Đức đã trao tặng 80.000 khẩu trang y tế, vải kháng khuẩn, chống giọt bắn để ủng hộ nhân dân Đức chống COVID-19. Những món quà ý nghĩa này với mục đích hỗ trợ người dân Đức có thêm phương tiện để bảo vệ sức khỏe, giảm thiểu tác động do dịch COVID-19 gây ra. Sau Bắc Giang, thì tỉnh Hải Dương cũng đã xuất khẩu lô vải đầu tiên đi Nhật Bản. Ước tính đợt này có khoảng 1,2 tấn vải thiều của xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà sang Nhật bằng đường hàng không và hứa hẹn mang lại nguồn thu rất lớn cho người dân. Từ 4 giờ sáng, gia đình anh Phạm Văn Giang đã dậy sớm để bẻ vải. Hôm nay là một ngày vui và đặc biệt với gia đình anh. Từ khu vườn này, quả vải thiều nổi tiếng của quê hương Thanh Hà sẽ được xuất thẳng sang thị trường Nhật Bản. Trong bối cảnh thị trường tiêu thụ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, thị trường Nhật Bản mở ra không chỉ tháo gỡ khó khăn cho đầu ra trong vụ này, mà còn mở ra cơ hội để nâng cao chất lượng quả vải, cũng như nâng cao thu nhập cho người trồng vải Thanh Hà. Nhưng năm nay thì bà con những cái hộ mà làm theo chỉ dẫn hướng dẫn của Chi cục Bảo vệ thực vật thì rất phấn khởi, là lý do là dư lượng đã đạt và xuất khẩu cũng đã thành công. Đấy thì là bà con rất phấn khởi để cho cái tương lai sang năm nó mở màn ra một chiến dịch mới tốt đẹp hơn ạ. Năm nay bên cạnh thị trường truyền thống, trái vải Hải Dương chinh phục thêm hai thị trường mới rất khó tính là Nhật Bản và Singapore. Niên vụ năm nay, quả vải được ngành nông nghiệp Hải Dương giám sát thường xuyên và lấy mẫu kiểm tra nhiều lần trước khi xuất khẩu đều cho kết quả tốt. Giá bán vải sản xuất theo quy trình sạch và được chứng nhận như VietGAP và GlobalGAP luôn cao hơn từ 10 đến 15% giá các loại vải khác trên thị trường. Đến tại thời điểm ngày hôm nay thì quả vải tươi của Hải Dương chính thức được xuất vào Nhật Bản. Năm 2020 thì lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo rất quyết liệt với ngành nông nghiệp theo cái hướng là sản xuất sạch, an toàn. Có lẽ năm nay thì mới thấy một điều rằng là nếu cái sản xuất sạch, an toàn thì yên tâm một cái đầu ra và giá không thấp. Hải Dương đã chọn ra được một cái bộ thuốc để phòng trừ các loại sâu bệnh chính ở trên vải. Và cái thứ hai là tổ chức hướng dẫn bà con sử dụng đúng thuốc, đúng cách, đúng nồng độ, đúng liều lượng. Đây là một trong những cái mà vừa rồi là Hải Dương đã làm được để làm sao tổ chức được cái việc này. Nghe chúng ta nói thì có vẻ là nó một cách nó rất là đơn giản, nhưng mà thực ra đây là một quá trình phải nói là tổ chức sản xuất mà tỉnh Hải Dương vừa rồi đã làm rất tốt thì chúng ta mới có thể đạt được cái chất lượng, đặc biệt là vấn đề là giải quyết được sâu bệnh cũng như là đạt được cái vấn đề an toàn thực phẩm mà bên Nhật Bản yêu cầu. Tỉnh Hải Dương có khoảng 10.000 hecta vải, sản lượng năm nay khoảng 40.000 tấn. Tính đến thời điểm này, quả vải Hải Dương đã mang lại nguồn thu ước trên 1.100 tỷ đồng. Trong đó vải Thanh Hà thu được khoảng 900 tỷ đồng.